Mừng các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc pet tại nhà Study Assistant 9422. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một loại thức ăn dành cho các em chó hiện có bán tại thị trường Việt Nam nhé các bạn. Thức ăn chúng ta tìm hiểu có tên thương mại là Lusk Care. Nghe cái lớp này các bạn thì mình liên tưởng tới là về tốt cho da, lông hay các bạn Skin and Heart Improve. Và cái triple omega, và nó nói là nó có chứa omega 3 hết các bạn. Rồi mình nhìn sơ bộ cái bao bì, mình nói sơ sơ về sản phẩm với các bạn. Mình nhìn vô chưa biết gì thì mình biết đây là dành cho cái giống chó, và mấy em này thì thuộc cái giống nhỏ con. Nhưng những em này tầm khoảng là dưới 10 kg các bạn, under small breed, những cái giống nhỏ con mà con trưởng thành đó các bạn, tức là nó lớn rồi nhưng mà nó thuộc cái tầm vóc nhỏ, giống chó tầm vóc nhỏ có chứa là omega 3. Rồi cái kích thước hạt, cái này là cái kích thước hạt đó các bạn. Rồi chỗ này người ta nói là cái chăm sóc sức khỏe lông da, giảm cái mùi hôi trong phân, và cái túi mình đang cầm đó thì nó tầm khoảng là nửa ký thấy các bạn. Hay còn đây là mặt sau của sản phẩm thấy các bạn, thì chúng ta quan sát từ từ ở đây. Thì các bạn quan sát đầu tiên là cái tên thương mại Black Care các bạn, thì cái này nó nói lại thôi là dùng cho giống chó nhỏ con mà cái con trưởng thành đấy các bạn. Rồi trong thành phần nó nói cũng nói là omega 3, omega 6 và 9. Rồi, đây là những cái điểm mạnh mà nhà sản xuất muốn giới thiệu tới chúng ta. Đầu tiên á, là những cái omega này nè ha, 369 này nó sẽ tốt cho lông da, thì cái này cũng lặp lại cái ban đầu thôi hết các bạn. Rồi cái này strong muscle là tốt cho cơ cơ khỏe mạnh đó các bạn, là cái protein chất lượng phù hợp để xây dựng và duy trì cái độ bền của cơ các bạn. Rồi tiêu hóa hiệu quả, hay trong thú y mình thường nói là tăng cái hiệu quả sử dụng thức ăn á các bạn. Thì chỗ này người ta nói hai digestible ingredient là những cái thành phần này nè, người ta nói những cái thành phần trong cái túi thức ăn này nè ha, có khả năng tiêu hóa cao và hữu dụng, và làm giảm cái lượng mà phân đi ra các bạn. Rồi cái này làm cho xương và răng mạnh khỏe, do cái hàm lượng pollen canxi and phosphorus, là do hàm lượng canxi và phosphor cân bằng phù hợp với cái và làm tăng cái độ mạnh của xương và răng, giảm cái mùi hôi của phân. Do trong này có cái chiết xuất của cây yucca này các bạn, làm giảm mùi hôi của phân. Thì cái bên này là cái feeding direction, là cái hướng dẫn cho ăn á các bạn. Chỗ này người ta để là cái em chó này nếu mà em tầm khoảng 1 tới 2 kg thì mỗi ngày em ăn là 40 tới 70 gram, 2 tới 3 kg là 70 tới gần 100 gram, rồi nếu mà 5 tới 6 kg thì ăn hơn 100 gram tới là 150 gram á các bạn. Thì mình cũng nhắc lại ha, cái việc mà người ta hướng dẫn cho ăn như thế này nè, mình cũng nên lưu ý, tại vì nhiều khi cái mình cưng á, cái mình cứ cho ăn nhiều nhiều rồi dẫn tới là em béo phì là không hay. Và khi em béo phì các bạn, em sẽ gặp nhiều vấn đề sức khỏe như con người á, tại vì chó là động vật mình nuôi là tầm khoảng 5 năm, 10 năm, có em nó sống tới 20 năm, cho nên là những cái em chó này cũng dễ mắc những cái bệnh về dinh dưỡng như con người vậy đó, ví dụ như bệnh tiểu đường nè, bệnh thận nè ha, cho nên mình cũng lưu ý trong cái việc cái cho các em ăn ha. Rồi chỗ này là ingredient, là cái thành phần trong cái túi thức ăn này nè ha. Người ta nói trong cái túi thức ăn này nó có gạo, rồi bột gia cầm, rồi chất béo từ gia cầm và cái thành phần bột lutein của bắp đó các bạn, rồi bột cá nè, bột bột cải, rồi các cái loại khoáng mineral như là natri, phosphor, kẽm, rồi các cái axit amin, amino acid complex này các bạn, là phức hợp, là nhiều loại, là hỗn hợp các cái axit amin đó, rồi iron, rồi những cái axit amin là có chứa sắt này ha, rồi những cái axit amin có chứa mangan, rồi axit amin có chứa iod, đồng và selen, rồi nấm men khô, bột sữa và trứng được làm khô làm bột với các bạn, rồi axit amin lecithin nè, và cái dầu cá biển.
rồi giàu hướng dương và những cái vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12 và cái choline, biotin và cái cà rốt và cái chiết xuất từ cây yuca và cái chất kháng oxy hóa. Còn chỗ này là hạn sử dụng với các bạn, ở trên là ngày sản xuất, ở dưới là hạn sử dụng, rồi dưới nữa là cái số lô với các bạn. Cái khuyến cáo này các bạn, chỗ này nó có một cái khuyến cáo trong cái việc mình cho các em ăn á, thì để tránh là em bị sốc trong quá trình thay đổi thức ăn. Thí dụ mình đang cho thức ăn bình thường ở nhà các bạn, xong cái mình đi đến tiệm mình thấy cái loại này cái mình mua, mình về mình cho ăn liền, thì em sẽ rất là dễ bị rối loạn tiêu hóa. Cho nên á, tương tự như các loại thức ăn khác, người ta luôn khuyến cáo là mình thay đổi thì thay đổi từ từ, lần mình thêm một ít thêm một ít để hệ tiêu hóa của các em quen dần với cái loại thức ăn này, rồi sau đó mình mới thay đổi hoàn toàn hết các bạn. Rồi mình nghĩ chỗ này, ở chỗ này cũng chỉ là giới thiệu thế các bạn, nhưng mà bên này như đúng là mình còn thấy thiếu thiếu cái gì đó là cái hàm lượng dinh dưỡng trong cái thức ăn này nè các bạn. Cái này nó để bên hông ha. Rồi các bạn thấy cái hàm lượng protein, whey protein này nè, protein thô nó là chỉ khoảng 25%, trong khi các em chó nhỏ thì thông thường người ta sẽ cho cái loại thức ăn sẵn, thức ăn viên này nè, là tầm khoảng 30 tới 32% á các bạn. Rồi trong này người ta cũng nói với mình là cái hàm lượng béo là 18%, cũng khá cao nha, cao so với các em nhỏ nhỏ, chó nhỏ. Rồi hàm lượng xơ thì 4%, rồi ẩm độ trong cái túi thức ăn này là 10%, cũng tương tự như thức ăn của các em nhỏ thôi ha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghĩa thử coi bên trong nó làm sao ha các bạn. Mình coi thử cái dạng viên đó ha. Cái loại viên này các bạn thì cũng vừa cho các em nhỏ nhỏ, cái nhỏ giống nhỏ con nó ăn, nhưng mà các bạn thấy cái hàm lượng mà ứng nó rất là cao nè các bạn ha. Cái hàm lượng mà chất béo hồi nãy là nó tới 18% á các bạn, tại vì á, cái sản phẩm này nó đặc trưng á, là nó tốt cho lông da các em á các bạn, cho nên cái hàm lượng béo này nó cũng khá cao ha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn bấm vào playlist trên màn hình để chúng ta có thêm nhiều cái chia sẻ về việc chăm sóc sức khỏe cho các em nhé các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.